Ông Đoàn Ngọc Hải sẽ đeo trước ngực tấm bảng "Tôi là kẻ ăn cắp tiền của quỹ vì đồng bào", nếu như có tư lợi chuyện từ thiện dù chỉ một đồng. Sau 30 ngày bị chặn chế độ đăng bài bình luận trên Facebook có tích xanh, ông Đoàn Ngọc Hải vừa trở lại cập nhật tin tức trên mạng xã hội. Rất thẳng thắn, ông đề cập đến việc bị kéo vào những ồn ào xung quanh việc làm từ thiện của một số nhóm thiện nguyện nổi tiếng. Ông trải lòng: "Làm từ thiện là niềm vui, không phải vì mục đích chính trị, là cái tâm có trong con người chứ không phải nghề để kiếm tiền. Làm từ thiện không phải để khoe khoang sự giàu có và để chửi mắng, sỉ nhục vô căn cứ, vô pháp luật đối với người khác." Ông cũng quyết liệt bảo vệ quỹ vì đồng bào mình đang quản lý, cũng như các nhà hảo tâm đã ủng hộ bằng cách in các bản sao kê có ký tên, đóng dấu của ngân hàng, công khai thu chi từ ngày lập tài khoản của quỹ đến nay. Bản sao kê này được đặt tại ngân hàng để bất cứ ai cũng có thể đến đối soát trực tiếp. Từ 16 tháng 9 năm 2021, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ duy trì sao kê từng ngày và công bố hàng tuần, dù việc đó có thể khiến ông tốn thời gian hơn. "Nếu ai phát hiện ra tôi gian dối, móc ngoặc để trục lợi dù chỉ một đồng, nếu ai phát hiện ra tôi lấy sữa, lấy trứng, lấy khẩu trang mà mọi người gửi ở nhà tôi mang đi bán để lấy tiền bỏ túi riêng, thì mọi người cứ cho đăng bài phản ánh lên báo chính thống." Ông quyết liệt khẳng định: "Chỉ cần có chứng cứ, tôi cam kết sẽ ngồi ở giữa chợ Đồng Xuân Hà Nội, ở giữa chợ Đông Bá Huế, ở giữa chợ Bến Thành Sài Gòn, mỗi nơi 10 ngày, mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ, trước ngực tôi sẽ đeo tấm bảng, tôi là kẻ ăn cắp tiền của quỹ vì đồng bào." Suốt một tháng qua, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn bền bỉ chở lương thực, thực phẩm cho hàng vạn bà con xóm trọ nghèo, cho các bệnh viện dã chiến chữa bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long và Trà Vinh. Ông cũng tăng ca chở và vác bình oxy đến tận nhà cho những bà con nhiễm COVID-19 đang bị khó thở vào buổi tối. Cũng có khi ông chở các cụ già đi cấp cứu, các ca nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh được bệnh viện dã chiến cho về nhà và chở áo quan miễn phí cho người nghèo không may qua đời. Ông Đoàn Ngọc Hải nhấn mạnh, mình là người độc hành khi đi làm từ thiện. Ông là giám đốc kiêm thủ quỹ, kiêm kế toán quỹ vì đồng bào, kiêm lái xe, kiêm cả khuân vác. Trước soi mói về kinh phí làm từ thiện, ông thẳng thắn công khai: "Gia đình làm kinh doanh nhiều đời nên không khó khăn về kinh tế. Ông làm từ thiện dựa trên kinh phí trích từ nguồn tiền của gia đình đã bỏ ra 15 tỷ và quỹ vì đồng bào là gần 29 tỷ. Tưởng như mọi thứ đã dừng lại nhưng có thể sự việc lại nóng lên rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất đến quý vị. Hãy bấm chuông thông báo và đăng ký kênh để không bỏ lỡ.